Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với kênh xe 24 giờ để biết giá xe tổng ngân bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Honda City chiếc xe Honda City sang giữa tháng 10 này nó đã thay đổi về giá cả cũng như chương trình khuyến mại em nhé còn giá cả thay đổi như nào hay là chương trình khuyến mại thay đổi ra sao thì em sẽ giới thiệu cho em cách chi cụ thể ạ Ok xin phép được đi vào vấn đề chính đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda City bản RS nó sẽ bản cao cấp nhất của dòng xe Honda City với giá miết của chiếc xe này đang là 599 triệu sang tháng 10 này thì đại lý chúng em đang bán cho với giá đang là 579 triệu tức là đang giảm giá cho anh em là 20 triệu tiền mặt và tặng thêm cho anh em là 20 triệu tiền phụ kiện em nhé tổng khuyến mại lên tới là 4 triệu đấy ạ Vậy thì chiếc xe Honda City bản RS này lái đòi đang là 673 triệu còn ở tỉnh thì là 642 triệu Tỉnh áp thuế 1200 thì là 653 triệu Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 661 triệu Còn đối trả góp ở Nội thì đang là 217 triệu Tỉnh thì đang là 185 triệu Tỉnh áp thuế trăm thì là 197 triệu Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 204 triệu còn một giá tốt hơn hay khuyến mại nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường em nhá ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe honda city bản l à. với giá biết của chiếc xe này đang là 569 triệu sang giữa tháng 10 này thì đại lý chúng em đang bán cho bây với giá đang là 549 triệu tức là đang giảm giá cho anh em là 20 triệu tiền mặt và tặng thêm cho anh em là 20 triệu phụ kiện rồi nhá Vậy thì chiếc Saola City mà lờ này, lối đòi đang là 604 triệu, còn tỉnh thì là 609 triệu, tỉnh áp thuế 1200 thì là 620 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 628 triệu. Còn trả góp thì đang là 207 triệu, tỉnh thì là 176 triệu, tỉnh áp thuế 1200 thì 187 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 195 triệu. Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi vì giá xe Tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp, lã số hàng như nào Thì anh em liên tin Như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Để gửi lại các thông tin Chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho anh em ạ Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda City bản G nó sẽ là bản thấp nhất của dòng xe Honda City Với giá miết của chiếc xe này đang là 529 triệu Sang giữa tháng 10 này thì đây chúng em đang bán cho với giá đang là 509 triệu nha Tức là giảm cho anh em là 20 triệu tiền mặt Và cũng tặng cho em thêm là 20 triệu phụ kiện đấy ạ Vậy thì chiếc xe Honda City bản G này Là với nội đang là 595 triệu Còn tỉnh thì 565 triệu Tỉnh áp thuế 200 thì 575 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó là 584 triệu. Còn trả góp thì là 194 triệu, tỉnh thì 163 triệu, tỉnh áp thuế 1200 thì 174 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 183 triệu. Ok, vậy do này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng hồn bánh, chương trình khuyến mại cho cả 3 phiên bản của chiếc xe Honda City rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này phép em sẽ dừng dèo đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Ok, xin phép em sẽ dừng cho đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ